Thưa bà con và các bạn, tôi là Ngọ Huy Quỳnh, là thành viên của câu lạc bộ từ thiện Chung Một Tấm Lòng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Căn nhà đơn sơ tôi đang đứng đây là căn nhà của bà Trương Thị Trung, 71 tuổi, tại thôn Mã Quần, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Gia đình bà thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của bà con và các bạn. Ngôi nhà đơn sơ đang ở của bà Trương Thị Trung, 71 tuổi, ở thôn Mã Quần, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Gần 10 năm nay, cuộc sống của hai mẹ con bà Trung vẫn lầm lũi sớm ngày như thế. Người con trai của bà bị thần kinh, sinh năm 1978. Anh Nguyễn Văn Toàn giờ đây luôn bị xích chân tại chỗ, lúc thì ở trên giường, khi thì phải xích chân dưới gốc cây nhãn trước cửa nhà. Ngày đêm của anh cũng chỉ duy nhất một chiếc quần lót mà thôi. Là bởi trước đây, khi chưa bị xích chân, mỗi khi phát bệnh, anh Toàn hay chạy lung tung và mọi thứ trong nhà đều bị anh đập phá hết. Thậm chí, anh có thể đánh lại cả người mẹ thân yêu của mình. Thấm người lông ngoái, có đánh em, đấm hai quả ngực, đấm hai quả đây chỉ mỗi một, đấm hai quả chỗ này là sáu quả, rồi ngất ngã xuống đây. 71 tuổi, lẽ ra bà Trương Thị Trung cũng như bao người mẹ khác, được con cháu chăm sóc hàng ngày, được hưởng thụ niềm vui của tuổi già. Nhưng ngược lại thì bà Trung đang phải oằn mình với những nỗi khổ riêng, vì tự mình chăm mình và chăm lo cho đứa con trai bệnh tật. Lưng của bà mỗi ngày lại còng thêm. Từ khi video đầu tiên của chúng tôi phát sóng vào ngày 17 tháng 6 để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng cho gia đình bà Trung thuộc diện hộ khó khăn đặc biệt của thôn, và cho đến nay, cùng có một số mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa đến chia sẻ, động viên mẹ con bà Trung, đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây chính là món quà vô cùng ý nghĩa để động viên, an ủi mẹ con bà Trung trong những ngày tiếp theo. Trường hợp của gia đình bà Trương Thị Trung thì đây là hoàn cảnh hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động quỹ vì người nghèo của xã Bắc Lý, chúng tôi vẫn thường xuyên quan tâm hỗ trợ cho bà. Mà đặc biệt những năm gần đây thì Tết vì người nghèo, ngay những cái khoản tiền hỗ trợ thường xuyên thì còn có thêm chăn ấm, áo ấm và quà cho gia đình. Năm 2018 thì được sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc huyện thì cũng đã trao cho bà cái số hỗ trợ cấp thường xuyên là mỗi tháng 500 để nó đỡ phần nào đi cái sự khó khăn đối với bà. Vì bà thì là tuổi cao, bệnh hiểm nghèo, cũng mắc bệnh, và con trai thì thần kinh nặng, không lao động, không sản xuất được, và thường xuyên vẫn phải, mẹ vẫn phải giúp đỡ những công việc thường ngày của gia đình như chăm lo ăn uống hàng ngày cho con trai. Thì bà, chúng tôi rất mong lại là với cái điều kiện và khó khăn hiện nay thì chúng tôi mong muốn là được sự quan tâm của cộng đồng, của các nhà hảo tâm luôn quan tâm giúp đỡ cho gia đình nhà bà, và đặc biệt là hai mẹ con nhà bà có cái điều kiện sống nó ổn định. Đến thăm gia đình bà, nhìn thấy cảnh mẹ già 71 tuổi đang lau chùi chăm bẵm cho đứa con trai hơn 40 tuổi bị xích chân, mà thấy xót thương cho số phận một kiếp người. Với hơn 400.000 đồng tiền trợ cấp cho anh Toàn, bà Trung nuôi thêm mấy con gà, cộng với hoa trái trong vườn và xào ruộng ngoài đồng khoán cho bà con hàng xóm, thì không còn khoản thu nào khác nữa. Bà Trung cho biết, rau cháo hàng ngày thì không lo lắm, nhưng lo nhất là lúc cả hai mẹ con cùng ốm thì lấy đâu ra điều kiện để chăm sóc nhau. Bởi thế mà bà luôn mong muốn có điều kiện để đưa anh Toàn đi thăm khám và điều trị bệnh. Sao em cho thằng Toàn nó khỏi thì tâm nguyện cho thằng Toàn thì em mới đi chữa được cho nó. Nhưng mà có 400 năm thì không thể đi chữa được. Thế sẽ ôm hết đó 50.000, có được 350.000 nữa. Thì cũng không đưa được nó đi. Tôi không đưa cháu đi chữa thì rất phát là bệnh nó quỵ đi, thì sợ sau
chết mất thì sẽ đến lúc cũng chả làm thế nào được. Em chỉ nghĩ thế thôi. Ước mơ ngày nào con trai của mình trở lại sức khỏe bình thường, đó chính là mơ ước chính đáng của một người mẹ. Nhưng với điều kiện hiện nay thì làm sao mà thực hiện được. Bởi thế, rất mong được sự yêu thương, chia sẻ, những nghĩa cử tốt đẹp của tất cả cộng đồng dành cho mẹ con bà Trung. Mọi tấm lòng giúp đỡ xin gửi về bà Trương Thị Trung, thôn Mã Quần, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hoặc ông Trương Thanh Mai, bí thư chi bộ thôn Mã Quần, xã Bắc Lý, số điện thoại 0915 258 134, hoặc ông Phùng Văn Thường, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Lý, số điện thoại 0832 614 600, hoặc anh Ngọ Huy Quỳnh là người đứng lên kêu gọi cộng đồng giúp đỡ gia đình bà Trung, số điện thoại 0962 181 679. Đây là anh Toàn. Năm nay anh đã 42 tuổi. Chúng ta nhìn bề ngoài thì tưởng rằng anh giống như một người bình thường. Nhưng mà trong đầu óc anh thì không còn được minh mẫn và không còn trí nhớ như chúng ta nữa. Mà anh không còn được chỉ đạo để làm những công việc như người bình thường. Mỗi khi anh lên cơn đây là mẹ già là phải xích anh ấy lại. Để mỗi khi anh lên cơn anh không đập phá đồ, anh không, có thể là anh những lúc anh lên cơn anh còn không đánh cả mẹ già. Đấy. Tôi mong các cộng đồng mạng cũng như các mạnh thường quân là đến thật nhiều động viên cho anh, để chia sẻ cho anh hy vọng đến một ngày nào đó có một cái phép màu nào để cho anh trí nhớ anh lại được hồi phục lại bình thường. Để anh có thể đi làm, đi lao động, kiếm tiền, lo cuộc sống cho mình và lấy vợ sinh con và tiếp tục để lo công việc chăm sóc mẹ già như bao những người bình thường khác.